Rồi, hello mọi người nhé. Mọi người có còn nhớ cái này không ạ? Thì hiện tại cây nó đang lên form rất là đẹp. Cái này thì năm ngoái với lại những năm trước mình có chia sẻ cái mặt hoa nó. Để chia sẻ rồi nha. Cái dòng này là dòng lá gai giáo cây rin. Cái giống cái hoa này là cái dòng lá gai lá nó thon dài rất là dày nên khả năng kháng bệnh của cây thì nó cao hơn so với những cái giống mai khác. Cây giăng lâm cao hơn 1 mét. Đây là cái phần đế rễ của cây này. Đấy. Năm nay thì nó đùng cụ ra nó rất là lớn. Đấy. Coi ác nó dắt chữ C luôn. Đây, dàn chân rễ nó này ha. Đây là mình tưới mình xói tự nhiên đó. Đấy. Tưới mình xói tự nhiên chứ không phải lấy ghim mình xói anh chị. Đồng rễ nó suy cây. Form cây rất là đẹp. Đế thân với lại có cách tây cành cây nữa nè. Các cự ly nó ngắn. Dàn chân rễ cực kỳ đẹp luôn. Cái này giống hoa rất là đỉnh. Cuồng cây nó dứt từ phần đế dứt lên T1 nữa, cầm vút luôn T1 T2 nhưng mình không có ngồi bên kia mình quay được, mình quay hơi xuyên điện thoại thấy nên thấy được không có đầy đủ nó cho lắm ha, mà dàn đỡ rỡ như thế này là quá đỉnh rồi, rất là quái coi. Nhật đế nhì thần tây cành không có bị lao tây lao cành nào. Điều cái cốt bên trên này là nó hơi đơ so với cái phần bên dưới nó đẹp hơn. Phần bên trên nó uống không kỹ thì nó đơ thôi. Được cái cây có gốc đỡ đẹp giống hoa, giờ rất là vip. Cuối video mình sẽ chèn cái mặt hoa của cây này cho mọi người xem. Bộ vành trái đế này nó 80. Còn vành thân á, do cái đây này nó nuôi cũ này. Nuôi phần cũ đế này với lại chân rễ nó. Một cái chân rễ nó không như ngón tay út mà không. Cho nên là nó nuôi cái dàn bên dưới thì nó không có đụng cái thân. Với lại cái đồ cuồng như thế này thì mọi người cứ để ý là những cái dòng cuồng như thế này là nó nuôi cũ đế chứ không có nuôi thân bao nhiêu hết á. Chỉ có những cái cây mà nó đơ hoặc là nó không có cụ đế nó giữ dần á thì nó sẽ nuôi thân, nó kéo hút hết thân nó bự, thân với cụ nó ngang nhau thì cây nó không có giá trị. Quan trọng cây có cụ đế với lại dàn chân rễ nó đẹp giá trị hơn. Rồi thì cái cây này mình cũng đang nuôi dưỡng trong chậu xi măng này cho nó mát coi. Anh em nào có sưu tầm muốn giao lưu cây này thì mình báo giá thẳng luôn là giá 3 triệu 500 nghìn. Giá mình bán tại chỗ không gồm cước phí vận chuyển nha. Anh em mua và nuôi chơi rất là đẹp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Cái mài giống dao rất là vip.